À, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông trọng hay làm à, nếu các bạn chưa đăng ký kênh của ông trọng hay làm hãy đăng ký kênh của mình để thể cập nhật được những tin tức về crypto mới nhất nha các bạn à, đây là một cái thông báo rất là quan trọng của à, rednet và mitano các bạn một số bạn làm à, trước đây đã đào con rednet rồi đó thì bây giờ các bạn sẽ buộc phải thực hiện một cái hành động này nếu không các bạn sẽ à, bị mất cái à, cái việc mở khóa hàng tuần nha. Thì đây là cái email của họ các bạn, thì họ đã gửi à, từ hồi tháng 10 rồi. Đây, thay đổi về việc mở khóa RedNet vào thứ bảy hàng tuần. À, chúng tôi hy vọng thông tin này được cập nhật tới các bạn kịp thời. À, kể từ khi RedNet lên MainNet thì lượng RedNet à, kiếm được à, mở khóa theo lịch thứ bảy hàng tuần và được lưu trữ trong ví Remitano. Ở đây ấy, các bạn, thì các bạn hãy mở cái ví Remitano của mình lên đó thì thông thường hàng tuần đó các bạn thì họ sẽ trả vào cái ví này nghe các bạn vào mỗi thứ bảy hàng tuần thì họ sẽ đưa vào cái ví rednet ở trên đây các bạn đây đó tuy nhiên thì họ thông báo rằng từ ngày 2 tháng 12 việc mở khóa hàng tuần sẽ không được ghi vào ví rồi nữa mà sẽ được gửi thẳng vào địa chỉ ví bạn chọn trên rednet blockchain và để à, sử dụng được cái ví này thì các bạn phải cài cái ứng dụng là Carat Demon các bạn thì ứng dụng này ở đâu thì các bạn à, có sẵn ở trên CH Play cũng như là iOS nha các bạn đây các bạn search cho mình một chữ Carat thì nó hiện lên cái chữ là Carat Demon Wallet đây các bạn đây À, đây là cái ứng dụng của nó các bạn Thì mình đã cài rồi nha Cái ứng dụng này nó cũng à, mới phát hành thôi Thành ra là nó chưa có được à, À, gọi là, là 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 đông người cài lắm đâu nhưng mà nó chính chính là là ứng dụng mà chính hãng nha các bạn. Rồi. À, các bạn bấm mở nè, mình đã cài rồi thì đây là cái địa chỉ của mình thì mình sẽ sử dụng cái địa chỉ này. À, bởi vì á khi các bạn mới cài á thì nó sẽ chưa có một cái địa chỉ nào hết các bạn thì các bạn hãy chọn là tạo mới. Nó y chang như các bạn tạo ví MetaMask vậy. Thì sau khi các bạn tạo các bạn lưu cái cụm mật khẩu gọi là cái ký tự cái cụm ký tự đó các bạn ghi trong giấy thì đây là những cái thao tác mà tức là là làm lặp đi lặp lại bình thường thành năm mình không có quay lại nha các bạn à, các bạn chỉ cần à, tạo ví mới nếu các bạn có sẵn rồi thì các bạn nhập ví nha còn nếu không các bạn cứ tạo ví mới và các bạn lưu lại và ghi nhớ là cái ví này nó sẽ à, sử dụng trong vòng à, 3, 4 năm tới của RedNet luôn nha các bạn à, Tuy nhiên thì để làm thêm một cái bước nữa Để à, có thể xác nhận được cái ví này Liên kết với cái tài khoản Remitano Thì các bạn sẽ phải mở cả hai ứng dụng lên một lúc nha Sau đó các bạn vào ứng dụng Caras à, Demon Đây cái ứng dụng Caras Demon là cái hình nó là hình này nè các bạn Đây Caras Demon nè Nó có cái hình con rồng đó. đó Thì các bạn mở này lên Các bạn chọn vào cái mục À, địa chỉ ví đã được xác minh này nè, thì nó sẽ bắt mình là xác minh, thì các bạn bấm vào xác minh địa chỉ ví, thì khi các bạn xác minh vậy nó sẽ nhảy qua cái Remitano, các bạn chọn OK, vậy là xong các bạn, thì từ đây thì các bạn đã à, liên kết cái tài khoản Remitano này và cái địa chỉ ví này. Thì trên cái địa chỉ ví này á các bạn, đây là cái ví on chain, thành ra là cái ví này nó sử dụng được rất là nhiều cái tính năng. Ví dụ như staking rồi à nói chung là rất là nhiều, rất là nhiều cái ứng dụng các bạn. À tuy nhiên thì trong cái video này thì mình chỉ nói về cái cách để các bạn tải cài ứng dụng cũng như là xác minh thôi. Đó. Thì các bạn lưu ý nè, ví dụ như mình đây, mình đã có Rednet mình đang còn 3.864 đồng này hàng tuần họ sẽ mở cho mình đó thì họ mở thì họ sẽ chuyển thẳng cái tiền này bây giờ từ tháng 12 thì họ sẽ chuyển thẳng qua cái ví này luôn các bạn đây cái ví này mình đang có 0,04 đồng nè đó thì cái đồng này ở đâu cái đồng này chính là cái đồng mà mấy bữa mình tắt kinh thử á các bạn mình gửi tắt kinh thử á thì nó nó cũng trả lại cho mình đó đó đây nè, ở đây là nó có lịch sử Hồi đó mình gửi thử 17 đồng test net nè Sau đó mình sẽ tắt á Rồi mình hủy sẽ tắt này kia đâu một vài ngày Để mình coi thử nó có hoạt động hay không á Thì nó cho mình lời 0.04 đồng nè Đó, thì ok thì à, Cái video này nó cũng khá ngắn thôi Các bạn chỉ cần làm hai bước à, Cài cái caras nha các bạn Đây, mình sẽ để cái cái địa chỉ caras này cho bạn Rồi sau đó các bạn chỉ vô Các bạn vô cái caras Minh này Các bạn tạo một cái ví nếu như chưa có và sau đó các bạn chỉ chọn vào cái mục ba dấu gạch này Các bạn chọn địa chỉ ví, xác minh địa chỉ ví Rồi khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ nhảy qua cái The Mitano Các bạn chọn OK nữa là xong nha Rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn nha